Hôm nay chủ nhật Ngày 31 tháng 3 Năm 2024 Và video tối nay thì bên em Đồ gỗ Bùi Tuấn Xin phép được chia sẻ Gửi tới các bác một siêu phẩm Đẹp hiếm có các bác nhé Phải nói là đẹp nhất Việt Nam luôn Bộ trường kỳ đại Chất liệu bằng gỗ chắc tà đen Chắc tà cũ các bác nhé Mà bên em siêu tầm là Gần 5 năm trời Có gỗ rất là lâu thì hôm nay mới dựng xong phần mộc thô Và em quay video trực tiếp để gửi các bác Đây là chắc ta đen Đây là chất chắc ta huyền thoại luôn Trần mộc nó đã đen như này rồi Đấy, Các bác có thể xem Được đục cảnh là đồng quê Đấy, Rất là dân dã và yên bình Các bác xem vách đẹp Đấy, Rất là tuyệt vời các bác nhé Đục chạm thủ công bằng tay Những người lông dân cấy lúa này, Các cậu bé chăn trâu thả diều người dân thì quăng trải đánh lưới thực sự rất là đẹp và cái bộ trường này thì vách với yếm là dày 4,5 phần động thực sự là quá khủng khiếp các bạn và xuống dưới phần bệ thì cũng đục các cái cảnh đời sống sinh hoạt dân dã của người việt ta Đấy, từ cảnh chăn trâu này rồi cảnh kéo cây này rất là đẹp các bác nhé Bên hồi cũng đẹp như vậy và từ mặt sau cũng đục như mặt trước luôn các bác nhá. gỗ siêu dày và bộ trường này có kích thước đại. Ghế là dài là 2m20 nhân chiều sâu trong lòng ngồi sử dụng là 51 phần các bác nhá. Các bác lưu ý, ván dày đúng đủ hai phần đậu, một tấm gỗ bong đôi cùng vân cùng chất luôn. Còn bàn thì dài là 1m36 nhân ngang là 68, cao 76 cũng kích thước siêu khủng. Đây là những hình ảnh chân thực nhất em quay trần trần mộc luôn để mà trần mộc mà chắc đen như này thực sự các bác tìm trên thị trường là không có luôn các bạn cực kỳ là quý hiếm mà lại kích thước đại bộ trường này thì nó rất là nhiều tiền các bác nhé thì thực sự em không phải nói để lổ đâu các bác nào đại gia thì các bác nên cân nhắc bộ trường này để nếu mà những bác mà kinh tế vừa phải thì nói giá thôi thì các bác chắc là các bác cũng không chơi được đấy để cho nên các bác nào mà thực sự mà các bác muốn siêu tầm đồ độc đáo thì các bác liên hệ trực tiếp cho em bộ ghế này em cho các bác xem mộc luôn và bộ này thì em sẽ hiện tại để mộc để cho các bác kiểm tra thoải mái luôn Đấy, tại vì gỗ nó quá chất quá đẹp các bác xem mộc thì em sẽ đi vào khâu hoàn thiện để cho các bác siêu tâm các bác nhá và các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại là 083 626 499 và số Zalo 0985 230 888 địa chỉ cơ sở em là ở khu vệ lăng cây sông thị trấn phùng huyện đan phượng thành phố hà nội và đây là em mới chỉ xong phần thô thôi còn phần cạo lạo kỹ càng nữa Đấy, nhưng mà giờ em lên sóng trước cho các bác Đấy, vài năm rời, năm năm trời cả công làm lẫn công uh, siêu tầm gỗ để ra những miếng gỗ lục lạc như tiết luôn không có hàng tim hàng cành và lưu ý là cái bàn này là rộng 68 nhưng mà một tấm ván liền dày 1,5 phân Ván ban này là liền các bác nhá To đấy, cực khủng luôn Không có chấp ghép gì cả Các bác có thể qua thực tế Các bác nào mà thực sự mà có nhu cầu Các bác có thể qua em để xem Và em rất cảm ơn các bác